Xin chào anh chị em nha. Thì hôm nay mình quay cái cây bạch mai Thái nè để cho anh chị em xem tham khảo ha. Thì cái cây này là cái cây mà mình mua cách nay hơn 2 năm rồi anh em, mua để mình làm giống á. Thì cái vườn mình chỉ có lấy một cái cây này để gây ra hết trong vườn ha. Này đây là cái cây 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 gốc nè. Thì anh em thấy là 2 năm rưỡi hồi đó mình mua cái gốc nhớt á, nhỏ xíu á, thì nó phát triển nè, anh em thấy nó phát triển rất là mạnh nha. Thì hiện tại nó đang nở cái hoa nè. Cái hoa này thì để quay chi tiết cho anh em xem ha. Thì đây nè, cái cuối ngọn cành nè là cái nụ non đó anh em, mà nó nở nè, nở được cái hoa này thì nó chưa có chuẩn ha. Đây nè, không biết sao mà nó lên đây, nó đang bung nụ nè đó. Mà anh em thấy cái nụ còn rất là non mà sao nó lại bung trên ngọn mấy cái nụ ha. Thì đây mình coi như cái cây này là ghép mùa 2 đi, 2 mùa. Thì nụ anh em thấy nụ của cây bạch mai Thái nè, à, rất là nhiều. Cây này thì mình để năm nay mình để mình lặt lá ha, đặng mình cho anh chị em xem ha, tham khảo nó ha. Nụ nó đều đều theo nách lá nè anh chị em. Thì mình mấy cái clip trước mình có đăng thì mình cũng có nói gành ha, cây bạch mai Thái thì mùa 2 á thì mình chơi nụ nó mới đạt ha, còn mùa đầu thì nó chơi cũng được thôi chứ nó không đạt ha. Anh em thấy cái sức phát triển của nó ha, da của nó nè rất là non ha. Cây này hiện tại nằm chậu 2 thôi anh em. Cái giống bạch mai Thái này thì mình thấy có thể là mình ghép cây lớn mình chơi nó vẫn phát triển ha, nó vẫn kéo cây mình lớn lên ha. Hiện tại thì vườn mình cũng có nhiều giống bạch mai ha, nhưng mà bạch mai Thái là mình thấy nó phát triển rất là mạnh. Thằng bạch mai siêu nụ thì vườn mình ghép cũng nhiều nha, nhưng mà nó phát triển cành nhánh nó không có mập bằng bạch mai Thái. Mà bạch mai siêu nụ thì được cái là anh em xài cái cây mà có chân cành á, anh em đóng vô là rất là mau ăn nha. Một năm là Tết nở là rất là đạt rồi nha. Còn bạch mai Thái thì phải mùa 2. À, vậy thì nếu mà mình lặt chuẩn xử lý phân thuốc đồ đúng thì nó sẽ rất là ok ha. Cái cánh nhăn này là do cái hoa nó nở nở hoa cái nụ non nha anh em, chứ cái cánh của bạch mai Thái nó vẫn thẳng ra nha. Mình thấy là như cây này, cái clip trước mình quay cho anh em nè, thì nó mình quay là lúc đó mình ghép 2 tháng mấy, thì nay nó tầm trên 3 tháng nè ha. Thì anh em thấy nè, chột nó mập nè, lớn ha. Nè, cái chột nó bằng cái bo ghép bằng cái nhánh nhánh cây phôi ha, lớn nè, anh em thấy không? Thì mình thấy cái giống bạch mai Thái này nuôi thì nó rất là nhẹ ha. Để lát nữa mình sẽ giới thiệu với anh em cái cách mình hướng dẫn anh em cái cách mình nuôi phân như thế nào ha. Còn bạch mai thì anh em lưu ý ha, cái mình mới ghép ra thì mình lưu ý về cái ánh nắng ha. Thì mình che lưới tầm khoảng 10 giờ trở về sau thì cho nắng ít thôi ha. Mình che cái lưới đen á cho nó bớt nắng lại, rồi tầm khoảng tháng mấy 2 tháng gì á
thì anh em mới mới cho ra nắng nhiều nha. Thì như vậy thì cây bạch mai nó mới phát triển tốt nha. Rồi anh em mà nếu mà anh em nuôi được ở trong cái lưới mà lưới mùng á anh em thì nó phát triển rất là tốt nha. Còn nếu mà nó mình đã ghép 5-6 tháng rồi thì mình cứ cho ra nắng thoải mái ha. Đó là để mình nuôi chơi hoa thì cứ cứ để thoải mái, nó phát triển rất là tốt. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em cái phân và thuốc ha, sử dụng cho bạch mai, và mình cũng áp dụng chung cho mai vàng mình nuôi trong chậu đó anh chị em. Thì trước tiên mình xịt sâu ha, sâu nhện đỏ bò trĩ, rồi mình xịt cái thằng thuốc sinh học nè, ta siêu nè, nó là sinh học, cái chai này 70 mấy 80 ngàn, mình xịt rất là nhiều nước nha, khoảng là 700 800 lít nước á, cho nên mình pha đúng cái liều lượng nó chỉ dẫn là mình xịt là hiệu quả rồi nha. Nó hướng dẫn là 6 đến 9 mm cho 6 đến 9 cho 16 lít nước nha. Thì mình xài đúng liều lượng của nó mình thấy rất là hiệu quả đó. Thì anh em xài một hai đợt, cái anh em đổi cái thằng cũng sinh học nữa. Thằng này có hình con sư tử nè. Ha, anh em xịt một lần hai lần cái anh em đổi qua đổi lại ha. Chứ hàng này thì mình xịt mình thấy là bò trĩ nhện đỏ sâu là rất là hiệu quả nha. Vừa rẻ mà lại ít hôi ha, nó cũng không hôi lắm. Và cái thuốc trừ bệnh á thì mình xịt cái thằng Anvin thì mình có xài hai loại ha, cái này Anvin của Ấn Độ nha. Còn một loại Anvin của Syngenta nữa nha. Thì cái thằng Anvin kia thì nó mắc hơn, nhưng mà mình cũng xài hai loại. Còn anh em xịt một lần sâu thì anh em cộng với Anvin ha, 10 ngày sau thì anh em xịt sâu cộng với thằng Ridomin. Ridomin thì một năm anh em xịt cỡ chừng 4 5 lần nó thôi. Còn anh em xịt thằng này với thằng Anvin là hiệu quả rồi. Rồi lâu lâu anh em thấy mà có nấm hồng hay gì đó thì anh em xịt thằng Dithan, thằng châm bông gì nó cũng rất là hay ha. Rồi bên cạnh đó thì anh em lâu lâu anh em xịt cái thằng dưỡng vô, cộng dưỡng vô, thì thằng này có thằng này gót hai nè, mình xài lâu quá nó bị tróc tem hết à. Gót hai thì mình mua cái chai này 1 lít nó tới 400 mấy là nha, nhưng mà mình xài cái lượng mình pha nó rất là loãng ha. Một nắp này là cho một bình 16 đến 20 lít nè, cho nên xài lâu rồi mà nó chưa hết, cho nên cái chai nó cũ đó đó. Anh em chỉ xài đơn giản là nhện đỏ bò trĩ là vậy ha. Còn bên đây là anh em tưới nè, thì bên đây mình xài chủ yếu là N3M, mình xài suốt trong thời gian là mình mới ghép ha, mới ghép ra mà mình tháo bọc ra khoảng 3 ngày anh em là mình tưới nó. Nhưng mà lưu ý anh em là cái cây của mình á, mình xài cái liều lượng của mình hướng dẫn á, là cái cây mình đã mua cây phôi về mình xử lý vô chậu 3 4 cây đọt rồi mình mới ghép. Thì ghép xong á là bộ rễ nó cũng khá là mạnh anh em, cho nên 3 ngày đầu tiên mình dỡ bọc á là bắt đầu mình tưới một muỗng N3M này cho 15 lít nước, một muỗng ba gạt bằng mặt của cái muỗng trong đây nha. Thì anh em tưới cho anh em pha cho 15 lít nước anh em tưới, rồi một tuần hoặc 10 bữa sau thì anh em pha tiếp một lần nữa, là anh em tưới là pha một muỗng cho 10 lít nước, tức là anh em hơi tăng liều lên ha, là 10 lít nước anh em tưới lần hai, là tầm anh em dỡ bọc ra là khoảng 20 ngày rồi đó. Thì lần thứ ba là tức là gần 1 tháng ha, thì anh em mới cộng thêm cái thằng này là Rego 834, thằng này của công ty Ba Lá Xanh ha. Nó thì thành phần của nó là có thêm NA nè, là GABA
cộng thêm GABA nữa là nó kích thích sinh trưởng ha, là kích thích cái cây chúng ta phát triển. Thì cái thành phần của nó là đạm nè 8 gram nè, lân nè là 3, kali là 4. Thì nó trong đây là kali cũng khá là cao ha. Thì đạm đạm thì nó phát triển cây nè, lân thì nó làm dày lá xanh lá ha, kali thì mập thân ha, mập thân mập cành ha. Cho nên cái thằng này mình đưa vô là cái cây nó phát triển nó điều độ ha, nó không có quá dược ốm yếu ha anh em. Rồi anh em cộng thêm cái thằng này là Ano nè, rong biển USA nè. Cái thùng này như 400 mấy cho 5 lít nè. Thì mình pha cho nó là một thùng vậy là mình pha hai nắp. Một thùng 20 lít nha anh em. Là mình lấy cái nắp của cái thùng này nè. Mình pha là hai nắp lưng lưng này nè cho một thùng. Thì anh em tưới là mình tưới suốt hoài tới luôn cho nó phát triển là 3 4 5 cây vậy đó. Ha. Rồi khi mà anh em mà nếu mà anh em ghép tầm tháng giêng á thì khoảng tháng 6 tháng 7 á thì anh em phải cộng vô này. Thằng này là kali cao nè, thằng cho cái nụ nó phát triển ha. 15 5 20. 15 là đạm, 5 lân, 20 là kali. Thì nếu mà tầm tháng 7 thì vừa, còn tháng tháng 5 tháng 6 thì cái lượng lân hơi ít thì nó tạo tạo mầm hơi yếu nha anh em. Thì có thể anh em bổ sung một xen kẽ ha. Ví dụ anh em xài thằng nào lân cao rồi qua tháng tháng 7 á thì anh em đưa thằng này là nó giảm lân xuống mà nó nuôi cành nhánh nụ nè. Cành cứng cáp ha, nụ rồi đó. Thì cái liều lượng là anh em pha cho nó là một muỗng cà phê. Một muỗng cà phê cho một thùng 15 lít. Ha, là anh em cộng vô thì cành nhánh nó mạnh, cái cây nó có kali thì nó ít có bị sâu bệnh ha. Rồi thỉnh thoảng á, thì anh em cộng vô thằng gogo nè. Nè, của con long xin nè. Thì này nó là kích thích sinh trưởng ha, chất là điều hòa sinh trưởng á, cho nên lâu lâu á, thì anh em mới cộng vô một lần thôi. Lâu lâu anh em pha cho một một bịch về là cho 20 lít nước nè, anh em cộng vô. Thì lâu lâu cộng vô thì nó tăng sự phát triển lên ha. Rồi bắt đầu anh em trở lại là ba thằng này là chủ lực, anh em tưới hoài tới. Thì như vậy là cái cây mình nó đạt rồi. Mình thì cũng xài thêm một số loại nè, nhưng mà mình thấy là sơ lược anh em xài mấy loại này là nó đã ổn cho anh em rồi. Còn mai vàng thì mình vẫn xài cái công thức này. Rồi mình cộng thêm cái phân hóa học vô nữa. Nhưng mà lưu ý anh em á, là nếu mình có cộng á, là khi những cây bạch mai mình vẫn cộng được nha. Như vậy rồi mình cộng thêm cái thằng phân hóa học nữa, nhưng mà cái điều kiện là cây bạch mai của anh em thật sự là phát triển mạnh thì anh em mới cộng được. Còn nếu mà phát triển từ khá vừa ha hoặc là yếu thì anh em chỉ cần xài như vậy là đã ổn rồi, từ từ cây nó phát lên cả đó là mình chơi Tết cũng được rồi, chứ không cần là quá quá mạnh để nhầm khi anh em làm tăng liều rồi nó không hiệu quả rồi cái cây anh em sẽ yếu lại ha. Cái cây mà nó ăn được thì nó sẽ tốt, phân vừa vừa thì nó vẫn tốt. Còn cái cây mà yếu cái bộ rễ rồi á, anh em có tăng phân cỡ nào á, nhầm người pha 1 kg hoặc 2 kg phân hóa học ha cho một phi 200 lít. Anh em tưới vô mà cái cây anh em đang yếu rồi anh em tưới vô thì nó chỉ xanh được 3 4 ngày rồi nó càng xuống hơn nữa anh em. Bởi vì nó ăn mà nó đâu có tiêu hóa được đâu, rồi cái bộ rễ nó sẽ hư, rồi cây anh em sẽ xuống nữa. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây nha anh em. Anh em xem video thấy hay thì bấm đăng ký để mình có động lực để mình nghiên cứu ra một số kỹ thuật để mình hướng dẫn anh chị em ha, tham khảo. Chúc anh chị em làm thành công nha, để có được cây bạch mai như ý mình chơi ha. Chào anh chị em nha.